Bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Phẩm Tứ Chín Xưng Niệm Danh Hiệu Chư Phật. Thì bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng bạch thần rằng: Lạy Đức Thế Tôn, này con xin về chúng mình về đời sau nói rõ các sự lợi ích khiến cho họ trong khi sinh tử được lợi ích lớn. Nguyện xin Đức Thế Tôn tìm phép cho con nói. Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Này ông muốn khởi lòng từ bi cứu bạc hết thảy chúng sinh khổ não trong sáu đường, này chính là lúc ông nên nói thì ông nên nói ngay đi. Nếu ông sớm làm hết cái bản nguyện ấy, dù tôi có nhập niết bàn ngay bây giờ cũng không còn phải lo gì chúng sinh đời này và đời sau nữa. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: Về đời xưa không biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, có đức Phật ra hiệu là ra đời hiệu là vô biên thân Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe thấy danh hiệu đức Phật ấy tạm sinh lòng cung kính thì được siêu thoát tội nặng. Trong 40 kiếp sinh tử cũng thì lại tô vẽ hình tượng cúng dàn tán tan, thì người ấy được vô lượng vô biên công đức. Lại từng hàng xa xa kiếp về thời xưa có đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu đức Phật ấy trong thời gian bằng gảy cái móng tay phát tâm quy y, thì người ấy tu đến tạo vô thượng chẳng bao giờ còn lui chuyển nữa. Lại về đời xưa có đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu đức Phật ấy lọt vào trong tai, thì người ấy cũng được hàng nghìn lượt sinh lên cõi trời lục dục, hướng thì lại dốc lòng xưng niệm danh hiệu. Lại về hằng hà ra bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, nói không xuể kể không xiên, có đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu đức Phật ấy dốc niềm quy y, thì người ấy được gặp không biết bao nhiêu là chư Phật ra đầu họ ký cho. Lại về đời xưa có đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Phật. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu đức Phật ấy dốc lòng xiêm lễ hoặc tán tán, thì trong đời hiền kiếp của nghìn đức Phật, người ấy sẽ được làm đại phạm vương và được hộ ký vào bậc trên. Lại về đời xưa có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Tỳ Phật. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu đức Phật ấy chẳng còn xa đọa vào đường ác nữa, từng sinh ở cõi người cõi trời hưởng các sự vui vẻ vô cùng. Lại về đời xưa có vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, có đức Phật ra đời hiệu là Đa Bảo Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu đức Phật ấy nhất định chẳng còn đọa vào đường ác nữa, đường được ở cõi trời hưởng sự vui vô cùng. Lại về đời xưa có đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu đức Phật ấy sinh lòng cung kính, thì chẳng bao lâu người ấy chứng được quả A La Hán. Lại về đời xưa có vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Thản Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu đức Phật ấy vượt khỏi sự sinh tử trong 100 đại kiếp. Lại về đời xưa có đức Phật diệu là Đại Thông Xuân Vương Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu đức Phật ấy thì người ấy gặp được hằng hà sa số chư Phật viết pháp rộng cho nghe và tất thành đạo Bồ Đề. Lại về đời xưa có các đức Tịnh Nguyện Phật, Sơn Vương Phật, Chí Thắng Phật, Định Danh Vương Phật,
Xí thần tiệu bần vô thượng bần diệu thanh bần mãn nguyện bần nguyện diệm bần căn đúng bần thế tồn như thế nhiều đến không thể nói xiết được. Hết tẩy chúng sinh đời này và đời sau hoặc ở cõi trời hay cõi người, đàn ông hay đàn bà chỉ niệm một danh hiệu Phật đã được vô lượng công đức. Huống chi lại niệm các danh hiệu Phật thì các chúng hay chúng sinh ấy lúc sinh lúc tử đều được lợi ích lớn và không phải xa lạ vào đường ác nữa. Nếu có người nào khi sắp chết tất cả họ hàng hay chỉ một người vì người ốm đó cân cao tiếng niệm một danh hiệu Phật thì người ấy chết hẳn từ năm đại tội vô gián, còn những nghiệp báo khác đều được tiêu diệt hết cả. Vì đại tội vô gián ấy rất nặng nề, dẫu giải hàng ức kiếp cũng không thể tiêu tan được. Nhân khi mệnh chung người ta vì mình mà niệm danh hiệu Phật thì những tội vô gián ấy cũng dần dần tiêu bớt đi. Huống chi chúng sinh tự xưng tự niệm thì được vô lượng phúc báo và tiêu diệt được vô lượng tội báo. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đến đây là hết quyển giữa. Kinh Địa Tạng bản hạnh thệ nguyện lực rộng sâu bình sâu và tinh tuyệt, độ cho hết chúng sinh đáp nơi địa ngục khổ. Tình tiến dốc lòng thành hết bị vạ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp. Quán từ này Bồ Tát có tâm bao quả ngày này minh thần giữ dạy từ ta ngũ ẩn không bác thể cho ta tới ngũ ẩn không bác thể cho ta tới. Nhất nên đê bà la yên đê bà la yên đê bồ đề tát bà ma bắt nhé bà la mật ba. Nhất nên đê bà la thằng yên đê bồ đề tát bà ma bắt nhé bà la mật ba. Nhất nên đê bà la yên đê bà la thằng yên đê bồ đề tát bà ma bắt nhé bà la mật ba. Nhất nên đê bà la thằng yên đê bồ đề tát bà ma bắt nhé bà la mật ba. Nhất nên đê bà la yên đê bà la thằng yên đê bồ đề tát bà ma bắt nhé bà la mật ba. Bóng sinh tình đồ a di đà la 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 di đà ta a di đà tăng lương nguyện chúng sinh trong ly đại chúng tất tẩy vô ngại hòa nam thánh chúng nguyện di tử công đức bổ cập vô nhất thiên ngã hẳn chư chúng sinh đại đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật, nam mô 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 A Di Đà Phật, Phật nam mô A Di Đà Phật, 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 nam mô
Nam Mô Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương 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 Bồ Tát. Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương 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 Bồ Tát. Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương 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 Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, 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 Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, A Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và Nam Thánh Chúng Nguyện Di Dự Công Đức Cổ Pháp Ơi Nhất Thiết Ngã Hàng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà.